Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thì thấy đây là phần màn hình của điện thoại Oppo A3s đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Nó rơi vỡ nhìn rất là khủng khiếp như này. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả các linh kiện trên điện thoại Oppo A3s nói chung và phần màn hình cảm ứng của Oppo A3s nói riêng. Chào mừng các bạn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến màn hình cảm ứng của Oppo A3s thì rơi vỡ, hỏng, lỗi, cầm địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có tất cả các linh kiện trên màn hình Oppo A3s, từ màn hình full LCD đến kính màn hình của Oppo A3s thay mới vì các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng Oppo A3s, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99 kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship màn hình của Oppo A3s đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu, khách hàng nhận được, khách hàng thanh toán tiền dịch vụ điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình Oppo A3s tại di động cao cấp.vn.